여러분, 안녕하세요. 사, 사람, 사과, 학생, 서울, 산, 새, 셋, 점수. Các bạn có thấy là nãy giờ mình toàn đọc những cái chữ có chữ sờ sờ thôi đúng không? Thì cái âm siốt này trong tiếng Hàn nè, đa số mình sẽ đọc tương tự như là âm sờ nhẹ, sờ ít, sờ nhẹ trong tiếng Việt vậy đó. Sờ, sa đầm, sờ sờ đó, cái đó là sờ nhẹ. Tuy nhiên có một âm mà khi kết hợp với nó, khi chữ sờ kết hợp với nó, các bạn phải đọc như cái sờ nặng trong tiếng Việt của mình vậy đó. Các bạn có biết là âm gì không? Đó chính là khi siốt cộng với âm y. Nhớ là khi mà âm siốt này cộng với âm y thì các bạn đừng có đọc là sờ nhẹ nha, mà các bạn phải đọc là sờ nặng thì nó mới giống chuẩn với tiếng Hàn hơn. Ví dụ nè, si, si sở, thủ si, si min, si vị, si hành, thủ si. Mấy si ấy? Mấy si 가요? Mấy si 만나요? Việt Nam 가본 적이 없으신가요? 이거 해본 적이 없으신가요? 이거 드셔보세요. 엄청 쉬워. 이거 뭐예요? 쉬세요. 저 내일 하루 쉬어도 될까요? 그래, 내일 쉬어. 이렇게 예쁘신데 혹시 남자친구 있어요? 모르셔도 돼요. Đó, nói chung là chữ siốt, chữ sờ này cộng với âm y hoặc là những cái nguyên âm kép có âm y, chỉ cần có âm y trong đó là mình phải đọc thành âm sờ nặng nha, chứ đọc thành sờ nhẹ kỳ lắm. Giờ mình đọc sờ nhẹ các bạn coi nè. Bình thường messier đúng không, nghe chuẩn không, messier đúng không? Nhưng mà mình đọc chữ si thành chữ si đi, messier là nghe thấy giống tiếng Việt chưa? Hoặc là 이렇게 예쁘신데 혹시 남자친구 있어요? Mà giờ đọc thành là 이렇게 예쁘신데 là nghe thấy sai sai rồi đúng không? Không nha, chữ Y là phải đọc thành âm sờ nặng nha. 이렇게 예쁘신데 혹시 남자친구 있어요? Ví dụ tiếp nè. Show, show me the money. Show, shopping, shopping 하러 갈래요? Show. 슈민, 슈민 아세요? 슈퍼주니어, 섀도우, 샤샤샤, 샤넬, 샤넬, 인생샷, 원샷, 원샷. 명심하세요. 조심해요. 조심히 들어가세요.